Kính thưa quý vị, tôi là Đặng Hữu Nam, linh mục quản chính Phú Yên, giáo phận Vinh. Hôm nay theo dự tính, chương trình của chúng tôi sẽ đưa người dân đi đệ đơn lên tòa án tại thị xã Kỳ Anh. Theo dự tính thì chúng tôi đã thuê 20 xe để đến để đưa với số lượng người 600 người sẽ đi đến Kỳ Anh ngày hôm nay vào lúc 4 giờ 30 sáng hôm nay. Nhưng mà từ chiều hôm qua, công an huyện Quỳnh Lưu, công an huyện Diễn Châu đã tìm mọi cách đến các nhà xe để ngăn cản và cấm cách họ không được đến để đưa chúng tôi đi để đưa lên tòa án. Và sáng hôm nay, mặc dù có một số xe đã đến được, một số xe không thể đến được, chúng tôi đã tiếp tục liên hệ với các nhà xe khác, họ sẵn sàng đến để đưa chúng tôi đi Kỳ Anh theo cái chương trình đã định của chúng tôi. Nhưng một lần nữa, tại tất cả các ngã đường của huyện Quỳnh Lưu, công an huyện Quỳnh Lưu đã chặn xe ở giữa đường và tuyên bố không cho đến để phục vụ chương trình của giáo sĩ chúng tôi cũng như những người vùng khu cân này để đệ đơn lên tòa án. Chúng tôi đang rất bức xúc và người dân cũng rất bức xúc. Họ đang yêu cầu tôi tổ chức cho họ xuống đường để biểu tình tại trung tâm thị trấn Quỳnh Lưu để yêu cầu nhà cầm quyền phải minh bạch. Và tôi trước đây khoảng một tiếng hồ tôi có gọi điện cho công an trưởng công an huyện Quỳnh Lưu, anh ta lại không nhận, anh ta bảo rằng là anh ta không chịu xe nào cả. Để xin các bạn anh chị em, thứ nhất là thêm lời cầu nguyện cho cha, cầu nguyện cho những ân nhân mà giúp đỡ chúng ta để có thực hiện được chương trình này. Cái thứ hai, để các bạn anh chị em thấy cái phần của mình bởi đâu mà mình được cái ân huệ đó, thì chúng ta ít nhất là chúng ta cộng tác bằng cái thái độ của mình. Rồi nhất là trong cái chuyến đi như thế này và sẽ còn những chuyến đi nữa. Chẳng hạn nếu tòa án yêu cầu chúng ta tập trung, chúng ta cũng phải tập trung. Rồi khi xét xử, mặc dù ta cũng thuê luật sư đứng ra đại diện cho chúng ta, quyền lợi của chúng ta để ra tranh tụng trước tòa, những ngày xét xử thì chắc chắn chúng ta cũng phải hiện diện. Đó. Thì còn những cái chuyến đi như vậy, chúng ta cũng có thứ tính toán ấy. Nhiều người chúng ta là người làm ăn biết tính toán giỏi lắm đó. 600 người một ngày đi, tiền xe khoảng bao nhiêu, tiền ăn khoảng bao nhiêu, như thế thì chúng ta phải thấy. Cho nên là chúng ta xin là cha nói cái điều này không phải điều gì hết, mà ngoài việc là chúng ta biết được cái giá trị như vậy, để chúng ta biết cộng tác bằng cái thái độ của chúng ta, cộng tác trong công việc cho nó xuôi chảy. Rồi không biết là các tài xế đã đến đây chưa? Thì xin các tài xế một điều là sắp xếp cái xe thì cha sẽ dán số xe số 1 cho đến số 20. Và có lẽ là chúng ta cũng đi tuần tự từ số 1 đến 20. Và xin xe đầu và sẽ bố trí những cái xe nào tài xế nào vững tay lái là một. Cái thứ hai là chúng ta nhớ là sẽ đi đúng luật giao thông. Đúng luật giao thông tức là đúng đường. Thứ hai là đúng tốc độ. Và xin các xe sau là cứ theo thứ tự của mình để chạy, và chúng ta không vượt xe nào hết. Cái điều đó là điều cần để tránh cái việc mà chúng ta sai phạm giao thông. Còn nếu khi nào mà công an mà chặn 120 xe của chúng ta lại vì bất cứ lý do gì thì xin tất cả đều dừng xe. Trước tiên là cái xe mà bị chặn đó xuống sẽ làm việc khỏi vì lý do gì. Nếu chúng ta không có tội mà vì chúng ta đi khởi kiện nạp đơn với tòa án mà bị chặn xe thì cha sẽ yêu cầu tất cả mọi người trên xe xuống xe và sẽ biểu tình ngay tại chỗ để cho người ta thấy được cái bộ mặt của chế độ này như thế nào.
Ông biết là tre bây giờ đã đủ chưa? Cho ta cái danh sách của xe, những ai ngồi xe nào thì đọc một lần. Bây giờ có 7 xe rồi. Lý do? Vì còn mười mấy xe nữa là công an chặn trên là tư. Chặn trên là tư? Và họ nói sao? Không cho xuống. Họ nói sao? Không cho xuống đây. Không cho xuống đây. Nếu cần chúng ta sẽ lên biểu tình trên Quỳnh Lưu. Từ trực tiếp lên đang gọi cho chủ tịch huyện Quỳnh Lưu. Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu hình như là không muốn bắt máy. Ta gọi cho công an, trưởng công an huyện Quỳnh Lưu xem họ trả lời thế nào. Và nếu vì lý do xuống đây để chở chúng ta đi thì chúng ta có quyền lên để biểu tình. Alo. Vâng, chào sếp Long. Vâng, tôi nghe chưa? Vâng, cho tôi hỏi rằng là hôm nay có mấy xe xuống để đưa chúng tôi đi vô Kỳ Anh để đơn. Tại sao công an Quỳnh Lưu lại chặn xe không cho xuống? Nhà xe đang nói đây là đang chặn 7-8 xe ngay ngã tư Quỳnh Lưu. Bây giờ tôi hỏi anh rằng là cái việc chúng tôi làm sai luật ở đâu nào? Nếu không sai, tại sao chặn? Vâng. Được, nếu vậy thì chúng tôi sẽ kéo quân lên. Vâng, cảm ơn anh Long là chúng tôi sẽ kéo quân lên. Và nếu không có xe thì nhà xe sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu xe mà bị công an chặn ở đó thì chúng tôi sẽ biểu tình ngay giữa ngã tư huyện Quỳnh Lưu. Vâng. Vâng. Rồi, nhà xe đâu rồi? Cho ta gặp. Gọi lại cho họ cái thử xe họ đâu. Tại sao trưởng công an huyện Quỳnh Lưu bảo là không có chỗ đó? Từ đây, từ đây. Alo. Tôi là cha Nam ở dưới Phú Yên đây, và chúng ta là xe của nhà xe Dụng Thủy. Nhà xe Dụng Thủy đây. Cho tôi hỏi là xe của anh đang ở đâu? Đang xuống à? Đến đâu rồi? Xe nào công an dừng? Bây giờ nói với họ liên lạc về cho tôi đây để tôi ra giải quyết như thế nào được không? Có số điện thoại của họ không? Có số điện thoại của các nhà xe đó, các lái xe đó không?
đang đến đây rồi phải không? Rồi rồi, cho nhanh nhanh xuống đây đi. Vâng vâng. Bây giờ là báo là còn mấy người đang bị giữ trên đó, nhưng mà xe thì cha không biết xe nào. Và bây giờ là thì bây giờ cho cha mấy cái số điện thoại của nhà xe ở trên đó. Gọi được ai nào ở trên đó càng tốt. Các chú chia việc những người đón xe ở ngoài đó sắp xếp và dán số, một số thì bưng nước nôi và chuẩn bị sẵn sàng công việc của mình để lát nữa đưa lên xe. Xin chịu khó đặt từ một chút. Rồi chúng ta sắp xếp công việc của mình. Thưa các bạn chị em, chúng ta đi khởi kiện. Chúng ta không có sai bất cứ điều luật nào của nhà nước Việt Nam. Không sai bất cứ điều luật nào của nhà nước Việt Nam. Chúng ta lưu ý cho điều này. Và đối với luật quốc tế thì luật quốc tế bảo vệ của chúng ta nữa. Vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại sao lại có một số người đi ra ngoài nhiều như vậy? Nếu là người nhà chở người đến thì về thì không nói rồi, nhưng mà để nếu mà những người đi thì có để mà hiểu và để trả lời. Chúng ta đi để đơn khởi kiện thì không sai bất cứ điều luật nào của nhà nước Việt Nam. Nhớ cái điều này, không sai bất cứ một điều luật nào. Và đối với luật quốc tế thì cũng bảo vệ chúng ta về vấn đề chúng ta đi để đơn này, khởi kiện này. Vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, tức là cách đây chỉ có 2 tuần thôi, thì tòa án thường trực Liên Hiệp Quốc đóng tại Lai, tức là viết tắt là ICC á, gọi là đọc là ICC á, đã ra một phán quyết rằng sẽ sẵn sàng thụ lý những hồ sơ liên quan đến án gây ô nhiễm môi trường, rồi vấn đề cướp đất đai. Đó là một cái hướng mở để thế giới bảo vệ người dân. Và tòa án thường trực thế giới cũng sẵn sàng xử lý những vụ án như của chúng ta. Đó là vụ án không có xa này. Thì bây giờ ở trong nước thì chúng ta không sai bất cứ một điều luật nào. Ở trong nước chúng ta không sai bất cứ một điều luật nào. Ở thế giới thì thế giới vẫn còn ra thêm các cái luật để ủng hộ chúng ta. Thì tại sao hôm nay chúng ta thấy được rõ ràng? Còn chúng ta làm đúng luật, chúng ta không có phải sợ cái gì cả. Mấy cái nhà xe đó rồi gọi điện liên lạc cho họ để ta cho cái số điện thoại của ông Long, gọi cho ông Long người ta đấy không? Ông Long lại bảo không có, tại sao chúng ta lại bị dư? Chúng ta bưng lên xe cho cha, mỗi xe như vậy là một thùng sữa và một thùng nước. Và khi chúng ta đi vào đến Vinh thì cha có đặt bánh mì ở trong đó. Và khi vào đến Vinh thì sẽ dừng xe rồi sẽ đưa bánh mì lên xe. Thì mỗi người chúng ta chỉ có ăn sáng lên xe và 1 đến 2 chiếc bánh mì. Chủ yếu là một, nếu anh nào ông nào mà đói quá thì xin thêm chiếc nữa.
Dạ, xin mời một hộp sữa. Buổi sáng thì chúng ta tạm thời như vậy. Chúng ta sẽ ơn giáo sứ Đông Yên cha đã nhận vọng giúp cho chúng ta về vấn đề ăn uống ở đó. Không biết là các nhà xe liên lạc với mấy cái xe chứ được trên đó chưa để chúng ta biết. Hô chứ. Chó hát kìa. À, bây giờ ở đây đã có mấy xe rồi. Nếu cần mà những nhà xe trên đó như là xe mà đang còn bị dư, chúng ta sẽ dùng tất cả các xe dưới này chở người lên và chúng ta biểu tình ngay ngã tư của cầu Giác. Ở đâu mà về? Đúng rồi, điện cho người nhà đưa lên một cái. Bây giờ à, các ông mà về thì phải thật nhanh. Còn quyền lời của các ông ấy, các ông mà bỏ cuộc thì cha cũng sẵn sàng. Hãy nhớ rằng là đó là quyền lợi của chúng ta. Đòi này là đòi quyền lợi cho chúng ta. Mà không phải chỉ hôm nay mà còn lâu dài, mà còn cho con cháu của chúng ta nữa. Còn ai mà thấy công an nó làm là sợ rồi á, đấy, à, thôi thì rụt cổ lại mà sống với công an á, thì cứ việc thôi. Còn rất nhiều nơi họ gọi điện đến để nhờ cha đến để làm hồ sơ khởi kiện cho họ. Nhưng mà thứ nhất, cha nói rằng là phải làm giúp ở đây trước. Thứ hai, kinh phí cũng kiếm ở đâu ra để mà giúp. Đấy, chúng ta biết đấy, từng ấy người thôi thì cha đã bỏ ra khoảng 5 tỷ đồng để mà làm. 4 tỷ tiền án phí. Cái cuộc này cũng phải mất 3 đến 4 5 triệu đồng. Rồi công việc, các công việc khác nữa. Không phải là chuyện dễ. Rồi chưa nói đến tiền để thuê luật sư. Chúng ta nhìn lại một chút về thảm họa. Thảm họa Formosa đã đổ biệt chất độc ra ngoài biển của Việt Nam. Và ngày 6 tháng 4 năm 2016 thì cá bắt đầu chết. Và từ đó đến nay thì rất là nhiều người đã chết rồi. Chẳng hạn như là thợ lặn Lê Văn Này làm việc ở cảng Vũng Áng Đông Dương, Sơn Dương thì đã chết vì xuống cái biển đó bị nhiễm độc. Rồi rất nhiều người phải đi bệnh viện mà cứu không được, chữa không được, hoặc bây giờ đang còn sống nhưng mà các bệnh viện không đưa cái kết quả là bị gì. Vì sao lại bệnh viện không đưa kết quả cho bệnh nhân thì chúng ta biết. Rồi có nhiều người ăn cá, ăn tôm, ăn hải sản bị ngộ độc, đưa đi bệnh viện, nhiều người biết, đưa lên các trang truyền thông. Và cũng có nhiều người ăn cá biển bị ngộ độc mà chết rồi.
gần ở chúng ta đây là hình như hai người ở Hoàng Mai, nhưng mà vì công an bao vây không ai tiếp cận được. Rồi ở Nghệ An là chúng ta thấy ở xã Nghi Phương là có một gia đình là cả vợ cả chồng ở xóm 1 của Nghi Phương, người lương dân. Rồi một người gia đình nữa thì là người vợ chết, là cái ông này là bên nhà này là người có đạo ở bên giáo họ Tại Giáo của Mỹ Yên, vợ của một ông hội đồng của giáo họ Tại Giáo. Rồi một bà nữa là ở trên họ Trân Kiều, của giáo sĩ Trân Kiều, một người có đạo. Đó. Và mới đây, sau khi mà nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố là biển sạch, thì có một anh ở giáo sĩ Yên Đại cũng ăn con ghẻ, ăn con rạm á, rồi bị ngộ độc và đưa đi bệnh viện, thì người ta bảo rằng là nhiễm độc trì quá nặng và yêu cầu phải thay máu. Rồi thay máu rồi thì khi đó thì chuyển lên bệnh viện Ba Lan, thì công an bao vây, thậm chí vợ con cũng không vô được. Vì sao mà lại một người đau ốm bệnh tật như vậy mà lại đến người thân của mình cũng không được vào, để chúng ta thấy như thế nào. Tại sao là vậy? Tại sao công an lại không cho vào? Và khi chết ấy, thì là ấy, người ta bao vây. Khi mà có gia đình có người chết vì ăn hải sản như vậy á, là công an bao vây xung quanh nhà, rồi bao vây xung quanh xóm, không cho bất cứ ai là người lạ đến tiếp cận ở trong làng, đến trong làng. Và dọa không chỉ gia đình mà cả những người xung quanh đó không được phép nói. Để rồi là bịt cái thông tin lại. Thì chúng ta thấy là rồi chúng ta chỉ cần so sánh một chút cái thảm họa sẽ ảnh hưởng như thế nào. Vào năm 1950 ở bên nước Nhật, là ở vịnh Minamata của nước Nhật, bị thảm họa môi trường cũng rò rỉ cái chất độc cyanua và peron giống như của biển Việt Nam. Thì người Nhật đã ngay lập tức đóng cửa cái nhà máy. Họ đã 23 năm trời vây cả cái vùng vịnh, cái vùng biển của vịnh Minamata đó để đánh bắt tất cả những con gì sống ở dưới biển đưa lên để tiêu hủy, chứ không phải để ăn, đưa lên để tiêu hủy. Rồi 14 năm trời dùng các phương tiện máy móc tiên tiến nhất hút cái bùn ở dưới biển lên, hút trầm tích lên để mà xử chất độc. Khử chất độc là chất tiên pinua và phenol nguyên giống ở biển vùng Á của thế gian đó. Này. 14 năm trời hút bùn để xử độc, 23 năm trời vây cái vùng biển đó, đánh bắt tất cả những gì, con gì sống ở dưới đó đưa lên để đi tiêu hủy. Này. Thế mà người dân của Nhật Bản, đặc biệt là vùng của Minamata đó, sau đó thì có những hiện tượng là thủy thai, sinh ra thì quái thai. Đấy. Rồi con người sinh ra thì không đủ về sức khỏe và không đủ về trí tuệ. Con cháu sinh ra đều như vậy cả. Những người lớn mà sống trong cái thời điểm thảm họa xảy ra thì sẽ sinh ra một cái bệnh quái đản, lạ lùng là đau co rút người. Đi như thế tự nhiên ngã đùng ra, đau đớn, co giật. Rồi có những người là câm luôn, điếc luôn, mù luôn. Và nhất là con cái sinh ra hầu như là bị quái thai như vậy. Cái thảm họa đó mặc dù so với Việt Nam rất là nhỏ. Họ đã dùng đến 48,5 tỷ yên cái thời năm 1950 để mà cải tạo môi trường, mà còn xảy ra người dân bị như thế. Còn ở Việt Nam của chúng ta với Formosa thì không phải chỉ trong vòng 50 km mà hơn 250 km bờ biển là đều nhiễm độc cả.
Và Việt Nam của chúng ta là tại sao mà Liên Hợp Quốc, tại sao nước Mỹ, tại sao nước Nhật, tại sao Đài Loan sẵn sàng đề xuất với nhà cầm quyền Việt Nam rằng sẵn sàng đưa con người, đưa máy móc, đưa tiền bạc vào để giúp cho Việt Nam tìm ra cái nguyên nhân của thảm họa, cũng như là sẵn sàng để khắc phục hậu quả bằng việc là cải tạo môi trường. Thì nhà nước Việt Nam từ chối. Nhà nước Việt Nam từ chối. Chúng ta thấy là như thế này. Khi mà thảm họa xảy ra, người dân bảo rằng đây là của nhóm Formosa, thì nhà nước Việt Nam bảo không phải. Đấy, bằng chứng là ngày 22 tháng 6 thì chúng ta thấy trên báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng, có một bài báo viết rằng là thủy triều đỏ xuất hiện tại Nghệ An. Họ chụp một cái ảnh ở vùng Quỳnh Phương của chúng ta, rồi họ bôi màu đeo ỏ lên. Đấy. Giống như các em lớp 5, lớp 4 tuổi á, 5 tuổi là học tô màu, tô một cách vùng về như vậy và lừa người dân. Đó. Rồi chúng ta thấy bây giờ, cho đến bây giờ, cách đây chỉ 2 ngày thôi, bởi vì biển của cái vùng Quảng Bình là sóng động rất là mạnh vì bão vào, cho nên là có những con cá to như vậy để chết này, có lẽ chúng ta có biết không, đưa lên phây nhiều lắm, ta biết không? Đó, vì sao mà có những con cá to nó như chết như vậy, tại sao nó không thấy cá nhỏ chết? Đó, bởi vì bên dưới con cá nó đốt nó chết hết rồi. À, bây giờ đến cả những con cá to như vậy nó cũng chết, là bởi vì sao ạ? Khi sóng đánh lớn thì nó cuộn cái chất độc ở dưới bùn dưới đất lên và gây ra ngộ độc cho con cá. Còn chúng ta biết rằng là người Nhật với một đất nước văn minh phát triển như thế, và chúng ta thấy 48,5 tỷ đồng đấy. Và bao nhiêu là năm trời làm như vậy mà đang còn gây hại cho con người, thì Việt Nam của chúng ta rồi sẽ thế nào? Khi mà Việt Nam của chúng ta ấy, chúng ta thấy Phó Chủ tịch Hà Tĩnh bảo rằng là ăn được hải sản Kỳ Anh đấy, tắm được biển Vùng Á, trong khi đó là mù mờ về thông tin. Bộ trưởng Y tế thì vào ăn uống và bảo rằng là người dân cứ ăn cá, ăn hải sản, cho nên có nhiều người chết như vậy. Con cá mà chúng ta đang ăn hôm nay có thể nó đang nhiễm độc, nhưng mà nó không nhiễm độc nhiều để nó chết, nó nhiễm độc một ít. Một ít đó là nó tích tụ vào trong cơ thể của nó, và chúng ta ăn nhiều con cá như thế thì tích tụ dần dần, và chúng ta khi lên số lượng độc tố nó vào con người của chúng ta đủ thì chúng ta sẽ phát bệnh. Và con cháu của chúng ta, mặc dù chúng ta có thể không chết, ăn nó chúng ta không chết, nhưng mà chúng ta sẽ có bệnh, và con cháu của chúng ta sinh ra nó sẽ bị quái thai, sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong cái đó thì Việt Nam của chúng ta không cần đóng cửa Formosa. Từ ngày đó cho đến giờ Formosa ngày nào cũng xả khói cả, chứng tỏ là nó vẫn hoạt động như thường. Và một điều nữa là các nhà khoa học bảo rằng nếu Formosa của chúng ta phải đóng cửa, phải đầu tư tiền vào để cải tạo môi trường giống như nước Nhật, thì phải từ 50 đến 70 năm chúng ta mới có biển sạch. Mà bây giờ nhà nước Việt Nam của chúng ta thấy không, chỉ có một cuộc hội nghị thôi là biển đã sạch rồi, họ tuyên bố biển sạch rồi, và sau 2 ngày tuyên bố biển sạch đó thì đã có người chết vì ăn cá biển, vì ăn con rạ. Và cách đây 2 ngày thì do sóng lớn thì cuộn các cây chất độc ở dưới đất lên, thì có một con cá kiếm, con cá đó là con cá kiếm hả, ta gọi cá gì? Voi đâu mà có cái mùi nó dài như cả sải đấy, các cờ các kiếm chứ chứ các voi là hôm trước là chết ở Diễn Thịnh, còn cách đây 2 ngày đó chết ở Quảng Bình. Con cá đó là các cờ các voi các kiếm phải không?
bởi vì có cái mùi của nó dài như bằng gần mặt thân của hắn đó mà. Vậy chúng ta có cần phải đóng cửa Formosa không? Bởi vì nó ảnh hưởng đến giống nòi con cháu của chúng ta. Và cái điều đó chúng ta rất là hợp luật, không có gì sai luật cả, luật quốc tế cũng như luật Việt Nam. Xin các chú báo nhà xe cho cha gặp cái nào, đục chưa như thế nào. Chúng ta có thể lấy tinh thần một chút, nếu cần chúng ta lên tận Quỳnh Lưu để chúng ta đòi xe để chúng ta đi. Có lẽ chúng ta đứng dậy chúng ta phải hô lên một vài tiếng đó hả? Rồi chúng ta đứng dậy khi hô là giơ tay lên. Xem thử xe đã xuống được chưa, để nếu cần chúng ta để lên Quỳnh Lưu.